Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà cách làm chả cá chay nguyên liệu từ hoa chuối. Rất là đơn giản, dễ làm. Thành phẩm ra thì rất là dai nè, thơm và rất là ngon. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây em có là một cái bắp chuối 750g, bắp chuối hay còn gọi là hoa chuối đó cả nhà. Thì mình chọn bắp chuối tươi mới nè, và mình chọn chuối sim hoặc là chuối sáp đều ngon nha. Còn cái loại chuối dông đó cả nhà thì ăn không ngon, chuối dông thì nó sẽ bị đắng ha. Rồi, bây giờ thì em sẽ cho vào thau là nửa muỗng canh muối và 4 muỗng canh giấm. Cả nhà có thể thay thế bằng chanh hoặc là tắc đều được nha. Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là 1 lít nước. Cái nước này mình dùng để ngâm cái hoa chuối khi mà mình cắt nó ra đó cả nhà, để cho nó loại bỏ cái phần mủ ha. Thì cái phần hoa chuối mình sẽ cắt dưới vòi nước như thế này để cho nó đỡ mủ nha cả nhà. Đó. Rồi mình sẽ loại bỏ đi những cái bẹ già ở phía bên ngoài nè, rồi mình chỉ lấy cái phần non ở bên trong thôi. Cái phần trái chuối non á cả nhà có thể giữ lại để làm chiên giòn, rồi mình xóc lại với gia vị cũng rất là ngon nha. Đó, thì mình cắt xong cái phần nào mình lấy thì mình cứ cho vào cái thau nước muối và chanh, muối và giấm. Đó, rồi mình ngâm để cho nó trắng nha cả nhà, nó loại bỏ bớt đi cái phần mủ của chuối ha. Cái phần lõi non ở bên trong thì mình có thể là mình chẻ đôi nó ra như thế này nè, mình giữ nguyên cả nhà để mình luộc để cho nó tiện, rồi xíu nữa mình sẽ loại bỏ đi cái phần lõi ở bên trong. Bây giờ thì em bắt một nồi nước nè, cho vào là 1 muỗng canh muối và 4 muỗng canh giấm. Mình sẽ nấu cho cái nồi nước nó sôi lên. Rồi khi mà nồi nước nó sôi lên rồi thì mình sẽ cho cái phần hoa chuối vào đây mình luộc để loại bỏ cái vị chát của hoa chuối, thì mình làm thành phẩm món ăn nó mới ngon nha. Thì mình sẽ luộc cái hoa chuối trong vòng 10 phút tính từ lúc nước sôi ha. Cả nhà có thể là đậy nắp lại mình luộc để cho nó nhanh nha. Có mấy cái trái chuối nè cả nhà. Cả nhà nhớ lấy cái nhụy hoa của nó ra nha. Ở trong cái phần trái chuối nó có cái nhụy rất là cứng và nó dai nữa. Mình ăn nó sẽ bị đắng, bị chát á. Thì trong cái quá trình luộc á, thỉnh thoảng cả nhà mở nắp ra rồi mình chở đều để cho cái hoa chuối nó ngấm đều cái nước muối và nước giấm á cả nhà, để cho nó ra hết cái vị chát nha. Sau 10 phút á, thì em sẽ bắt đầu vớt hết cái phần hoa chuối này ra, rồi mình sẽ đem rửa lại với nước để cho nó loại bỏ hết sạch cái vị chát và để cho cái hoa chuối của mình nó nguội lại nha. Và đây là phần hoa chuối mà em đã rửa lại với nước nè. Bây giờ mình sẽ tách lấy cái phần non, rồi cái phần lõi chuối, cái phần cùi bên trong cả nhà nó chát dữ lắm, cho nên mình sẽ bỏ cái phần cùi này đi nha. Bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần hoa chuối vào trong máy để mình xay nhuyễn ha. Chất đạm đi kèm thì em có dùng ở đây là 150g nấm bào ngư xám. Mình mua nấm về, mình gọt sạch chân nấm. Sau đó thì mình sẽ rửa nhanh qua nước muối pha loãng, chứ mình không có ngâm nước nha cả nhà. Mình ngâm nước muối thì nước nó sẽ rút vào trong nấm á, thì làm cho nấm của mình nó sẽ bị nhũn đi, nó sẽ không có ngon. Và để tạo mùi chả cá thì em dùng ở đây là 1,5 miếng rong biển cuộn cơm. Cái này là ở nhà em còn nhiêu em sử dụng hết á, cả nhà có thể sử dụng 2 miếng cũng được nha. Rồi mình cắt nhỏ nó ra như thế này. Rồi mình sẽ đậy cái nắp lại rồi mình xoay cho nó nhuyễn ra ha. Sau khi xoay nhuyễn thì em được một cái hỗn hợp như thế này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm gia vị luôn nha.
Bây giờ em sẽ nêm vào đây là 1 phần 3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột nghệ để tạo màu, và 2 muỗng cà phê hạt nêm chay. Tiếp theo em cho vào đây 4 củ hành tím băm nhỏ. Nếu mình không có hành tím, cả nhà có thể thay thế bằng tỏi nè, hoặc là hành lá đều được nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn đều để cho cái gia vị nó thấm đều ha. Mình cũng trộn sơ thôi, không có cần phải trộn kỹ quá đâu. Rồi mình sẽ tiếp tục cho cái phần bột vào đây. Đầu tiên thì em sẽ cho vào đây là 80g bột chiên giòn. Bột chiên giòn thì nó có cái tính năng là giòn và xốp. Rồi mình trộn sơ lên cái, rồi mình sẽ tiếp tục cho cái phần bột thứ hai. Phần bột thứ hai thì em sẽ cho vào đây là 70g bột năng. Bột năng thì nó sẽ có cái độ dai đó cả nhà. Khi mà kết hợp hai cái loại bột này vào á, thì khi thành phẩm cái chả cá chay của mình ăn dai rất là ngon, giống như là chả cá thật vậy đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần trộn đều cái phần bột này lên đó, để cho các nguyên liệu á nó hòa quyện vào nhau là được ha. Cái phần giả cá này á, thì em không có nêm đậm đà nha cả nhà, em nêm nhạt thôi, không có đậm đà quá, để mình ăn á, mình còn ăn kèm với nước tương, hoặc là mình có thể là ăn kèm với nước mắm chay chua ngọt nữa, cho nên là em nêm cho nó vừa vừa thôi à, chứ không có đậm đà quá nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt chảo dầu lên, đợi dầu nóng thì mình cho một ít vào như thế này, rồi mình lấy cái muỗng nè đó, mình tán nó ra. Dày hay mỏng thì tùy vào sở thích của gia đình nha. Đó thì mình chỉ cần chiên cho nó vàng đều nữa là được. Đó, phần chả cá của mình bây giờ nó đã vàng rồi nè. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu lấy nó ra. Trước khi lấy nó ra, cả nhà nhớ bung lửa lớn lên để cho cái phần chả cá nó không bị rút dầu nha cả nhà. Rồi mình sẽ lấy ra rồi mình cho vào cái rổ inox để cho nó rõ dầu ha. Như vậy là em đã vừa chia sẻ với cả nhà cách làm chả cá chay từ bắp chuối hay còn gọi là hoa chuối, rất là đơn giản dễ làm nè. Thành phẩm nó rất là dai, cây cây của tiêu, thơm của rong biển, đặc biệt cái hoa chuối không hề bị chát, nó rất là ngon luôn. Món này thì mình có thể ăn kèm với cơm trắng, chấm kèm một ít nước tương, hoặc là mình có thể đem cuốn với bún nè, rau sống, bánh tráng, rồi mình chấm với nước mắm chay chua ngọt. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu theo thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.